cha. Clip thấy rắn hổ mang bò dưới chân, ba ông cháu hoảng sợ bỏ chạy. Camera giám sát đã ghi lại khoảnh khắc đáng sợ khi một con rắn hổ mang bò dưới chân ba ông cháu đang ngồi chơi trước nhà. Trong clip, một người đàn ông đang ngồi trên ghế thì một con rắn hổ mang bò ngang qua ông và các cháu. Quá hoảng sợ, người đàn ông cũng cháu gái lập tức nhảy ra khỏi ghế và chạy vào bên trong nhà để thoát khỏi loài bò sát cực độc. Trong Datalai thông tai cho biết, họ đang ngồi thư giãn trước nhà thì con rắn không biết từ đâu xuất hiện. Các thành viên trong gia đình đã lập tức báo cáo với cơ quan chức năng. Khi những người xử lý động vật tới nơi, con rắn hổ mang đã trốn thoát ra phía sau nhà. May mắn là không có ai bị con rắn tấn công. Toàn bộ khoảnh khắc thoát tim này đã được camera giám sát ghi lại. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.